xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của bà Michael. Sài Gòn ngày hôm nay là ngày thứ ba. Bà Michael đang có mặt ở đây là đường Hương Lộ 3 với đường Tân Kỳ Tân Quý nè mọi người. Bên tay trái Hương Lộ 3, bên tay phải là đường Bình Long. Hồi xưa Bình Long này cũng là đường Hương Lộ 3 luôn mà con. Giờ bà Michael đang ở Tân Kỳ Tân Quý. Cà phê 12.000. Trường mầm non Cát Tường có trung thu quá bà con. Các em chơi tết trung thu quá bà con. Đây là đường Tân Quý nè bà con. Xe bán. Đây là một cái cửa hàng bán xe cũ. Đây là nhà họ Tộc, nhà thờ họ Tộc. iPhone. Mấy cái lõ ấp lưng iPhone. Làm bà Michael tưởng trời ơi iPhone mà treo gì mà quá trời vậy.
đường cầu xéo đó bà con. Hồi xưa bộ ở đây là có một cái cây cầu xéo đó bà con, thì sao mà ta gọi là cái cầu xéo đó, các cô chú anh chị và các bạn nào có biết không, bác chị nói cho ba mẹ cậu nghe. Đây có một cái chung cư cao nè, 297 Tân Kỳ Tân Quý. Đây là chung cư cao cấp luôn. Còn đường bên tay trái đường Sơn Kỳ nè, quẹo ra cái là đường Lê Trọng Tấn. iPhone 15 Pro 23 triệu. Bây giờ chưa có hàng đâu nha bà con. Ba mẹ cậu bữa hôm qua có đặt lên đặt thử cái iPhone Pro Max ở trên cái store của Apple ở Việt Nam luôn đó nha. Mà một tháng sau hàng mới về tới Việt Nam nha bà con. Tức có nghĩa rằng là tới tháng 10 đó, 20 tháng 10 hàng mới có mặt ở tại Việt Nam. Mà cái giá iPhone Pro Max 256GB đó, ở Việt Nam bây giờ là do chính hãng Apple phân phối luôn đó, đang có giá là 35 triệu. Mình chưa tính trừ mấy cái khoản khuyến mãi nha bà con, nhưng mà cái giá của nó là hiện tại đang là 35 triệu. Do cái mẫu iPhone 15 Pro Max cái Titan này nè bà con, nó năm nay nó làm bằng Titan đó, đó cho nên là chắc nó một cái xu hướng mới cho nên người dân người ta săn lùng đó. Rồi đây là đường Lê Trọng Tấn rồi đó. Con đường Lê Trọng Tấn này bà con có bác còn nhớ hồi xưa nó tên là Hương Lộ Máy không bà con? Lâu quá ba mấy cô đi cái ba mấy cô không nhớ. Có các cô chú anh chị và các bạn nào biết các bác cho ba mấy cô biết. Đi thẳng con đường này qua bên cái cầu kia bên kia là tới ngã tư Gò Mây đó bà con. Ở đó có một cái giáo xứ Gò Mây. Rồi xin thưa bà con cô bác là nếu mà tính đúng ra đó, hồi xưa ngay tại cái ngã ba này nè bà con, ngay đây nè, đó là chợ Bà Vẹo bà con, mà ba mẹ còn không nhớ rõ là tại sao lại người ta lại gọi là chợ Bà Vẹo ở đây, vì cái lý do gì mà cái chợ Bà Vẹo nằm ở ngoài ngã tư Bà Vẹo kia kìa mà nó dời vô trong này bán ban đêm nha bà con. Còn cái khu này là khu bán cá lóc nè. Ồ, sao hôm nay không thấy ai bán cá lóc gì ta? Ồ, bà con có thấy lạ không? Sao ba mấy người không thấy ai bán cá lóc cái gì? Cái này là ngày mùng 10 Tết đó bà con. Trời ơi, cái khu này nó bán cá lóc ghê lắm. Người ta còn ví von đó bà con là bán cá lóc ở đây bán chỉ cần một ngày mùng 10 Tết thôi là ăn cả năm. Đó là có thể ăn được cả năm, nó sống cả năm luôn á, bán một ngày mà ăn cả năm á. Đây 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 chung cá lóc nè. Đó bây giờ bà con có thấy một ngày họ bán có mấy con à, 2, 4, 5 con mà mày còn thấy cái họ là có 5 con.
chứ mà trong ngày mùng 10 thôi mà xin thưa bà con bác, không có khi gì nghe nói là tới 3.000 con nha bà con. Thì bà con có bác thấy ui, sự khủng khiếp không, bán một ngày thôi mà ăn cả năm. Bên kia đó là bưu điện Bà Quẹo đó, đó hồi xưa cái chợ Bà Quẹo nằm bên đó đó bà con, đó trước mặt bà con bao bác bên đó đó, hồi xưa đó là chợ Bà Quẹo, đây là ngã tư Bà Quẹo. Rồi con đường này là đường Trường Chinh. Rồi ở đây là người ta gọi là ngã ba Bà Quẹo nè bà con. Cấm ô tô quay đầu xe tại giao lộ. À, để bạn cấm quay đầu ở đây luôn rồi. À, chúng ta đang đi vào đây là con đường Trường Chinh. Con đường này hồi xưa nó mang tên là quốc lộ 1 đó bà con. Rồi sau này con đường này được đổi tên lại là đường Phạm Hồng Thái. Bên đây phải và mày gọi đây là chợ Quách Thị Trang, là Võ Thành Trang chứ Võ Thành Trang. Chợ này còn được gọi là chợ Bà Quẹo. Còn bên tay trái của ba mày gọi đây á, người ta còn gọi đó là chạy Hoàng Hoa Thám. Quang Hóa Thám này là của sư đoàn dù của bà con. À, con đường này là đường Tân Hải nè, hồi xưa cũng là một cái cổng vô sư đoàn dù. Đây là đường Trương Công Định nè. Các khu vực hai bên là mai mốt nó trở thành cái metro đó bà con. Metro số 2 à, Bến Thành An Sương. Một số nơi là giải tỏa mặt bằng xong hết rồi nè. Giáo xứ Tân Thành. Giáo xứ Tân Thành này được tách ra từ giáo xứ Tân Việt các bạn ạ.
Bên đây là giáo xứ Tân Việt nè, giáo xứ đầu tiên ở trên khu vực này đó bà con. Ở đây hồi xưa là cổng trại của Hoàng Hoa Thám nè. Đây là chợ Hoàng Hoa Thám. Con đường này là con đường hồi xưa mà vô chợ, vô trại Hoàng Hoa Thám đâu mà. Mình đã vô cái cổng rồi đó. Đó, con đường này mình đi tới chợ sư đoàn với lại sân banh sư đoàn á, và bệnh viện sư đoàn luôn. Ô, máy bay đang bay lên kìa. Rồi con đường Đồng Xoài này hồi xưa là cái cổng để đi vào chợ khu Gia Binh rồi bà con. Đó, đi thẳng vào chút xíu bên tay phải là có một cái hậu cứ của một cái tiểu đoàn nào ba mươi cầu quên rồi. Hồi xưa trong cái sư đoàn dù này là có rất nhiều hậu cứ của các tiểu đoàn nha bà con, mấy cái luôn á, mấy hậu cứ luôn. Đường Nguyễn Minh Hoàng này nó là đi vào cái là tới cái chuồng cu. Trường cu cao 10 hay 11 mét gì đó. Còn cái đoạn ở đây nè, xin thưa bà con bắt đây là chạy. Có một cái hậu cứ của một tiểu đoàn nào, ba mẹ còn không nhớ tên. Đó, ở đây nè, hậu cứ của một cái tiểu đoàn dù. Hy vọng là có các cô, các chú đã từng ở trong cái sư đoàn dù này kể cho bà con cô bác nghe về những cái nơi mà trên đường mà ba mươi cô đi qua mà các cô chú bác có nhớ được. Rồi giờ ba mươi cô quẹo qua đây, con đường này đường Cộng Hòa. Hồi xưa cái trại của sư đoàn dù rồi bà con có một cái con đường nhỏ đi qua bên căn cứ Tân Sơn Nhất luôn, qua sư đoàn 5 không quân. Đó, là con đường này nè, đường này đường Cộng Hòa. Bên tay trái ba mươi cầu đây hồi xưa là có một cái hãng, có một cái bãi đáp trực thăng á. À, đây trước mặt bà con của bác á là bãi đáp trực thăng.
đường kẹt xe nè các bạn. Thấy ghê không? Ở đây có một cái Học viện Hàng không Việt Nam. Hồi đó ba mẹ còn nhớ lúc mà còn đi học á bà con, có cái câu nói vui nè bà con, hỏi đám bạn mà khi mà ra trường mà đi làm hết rồi bà con, thường hay hỏi cái câu lâu lâu gặp lại, hỏi dạo này mày làm gì à, mà bà con có bác biết cái mùa dịch vừa qua mà nó khó khăn lắm à, thất nghiệp hàng loạt luôn. Cho nên mấy đứa bạn nó mới trả lời vui, cái dạo này tao làm bên hàng không. Bà con cô bác có biết cái ngành hàng không không bà con à, thì xin thưa bà con cô bác khi mà bà con cô bác nghe nó nói nó là nó làm bên hàng không mà bà con cô bác thấy thấy vui hay là thấy mừng bà con? Bà con cô bác thử comment cho bà mày cậu biết là bà con cô bác nghe đấy. À, khi mà nghe một người nói là dạo này tao làm ở bên hàng không, bà con cô bác vui hay buồn? Ba mày cô hết thật chứ bà con cô bác, ba mày cô chúc mừng đó. Trời, dạo này mày ngon mày à, trời ơi, làm bên hàng không ngon mà, nghe nói giàu lắm à nha. Cái nó mới cười, một đồng còn không có nữa lấy gì mà giàu mày à. Hỏi sao không có tiền, bên hàng không tao nói nghe nó ngon hết mồ luôn, đâu phải ai muốn vô vô. Cái nói tao làm bên cái chỗ mà ăn hàng ở không á. Bà con có bác có hiểu không? Tất có nghĩa là nó thất nghiệp á bà con, nằm nhà ăn không à, ở không nằm nhà ăn. Bên tay phải ba mẹ cầu đây hồi xưa là có cái hai cái đài anten nè bà con, cái vườn tròn tròn, khu này giờ người ta gọi là khu K300 à. Đó, đây hồi đó bà con bác đứng là bà con bác thấy được cái hai cái anten tròn. Đường này đường quốc tịch nè. Bên tay phải này là Vincom Cộng Hòa, hồi xưa nó là Maximax Cộng Hòa, mà thời trước đó nữa chưa có Maximax đó bà con, là nơi đây là cái khu dãy nhà không số. Trước năm 1975 thì đây là khu đất quân sự nha bà con, đây là căn cứ Tân Sơn Nhất, cho nên là chắc chắn một điều rằng là không có cái dãy nhà gì không số ở đây hết á. Nhưng mà sau khi mà sau năm 1975 á thì nơi đây nó đủ thứ đó, bắt đầu dân nhập cư vô rồi bắt đầu là chiếm đất xây nhà, thì nơi đây được trở thành là một cái khu nhà ổ chuột, một cái khu nhà cái thời của ba mẹ cậu gọi là khu nhà không số, không có số nhà nha bà con à. Rồi sau này bắt đầu cái mới giải tỏa khu này, bắt đầu xây cái Maximax này. Rồi xưa là đây là có cái cổng căn cứ Tân Sơn Nhất nè à, cái cổng này người ta gọi là cổng Phi Long nha bà con. À, cổng này cổng Phi Long, cổng này là các quân nhân thường hay đi ra đi vào. Rồi cái chỗ Dương Minh nè bà con, hồi xưa là mộ của cha cả Bá Đa Lộc á à, cha cả Bá Đa Lộc hồi xưa là chôn đây. Trước mặt bà con bác đó là một cái lăng, có một cái lăng nha, cái lăng nó nằm ở ngay chỗ đầu mỏ bên kia kìa đó. Xin thưa bà con bác, cái lăng là nằm ngay chỗ đầu mỏ bên đó đó. Rồi cái chỗ trái địa cầu này á, là nó không phải là cái lăng đâu, mà đó là cái khu mộ, nhà mồ và của các linh mục Pháp đó con, mình có thể gọi là Đức Thánh Linh Mục Pháp ở đây à, toàn bộ là chôn đây là không có người Việt nha bà con, mà Đức Thánh Linh Mục Pháp. À,
đây người ta còn gọi là lăng Cha Cả. Trời ơi, coi kìa, cho thuê mặt bằng rồi bà. Để mà mày gọi vô coi coi. Ngay lăng Cha Cả luôn. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.